Thưa quý vị, với những hiệu quả bước đầu từ mô hình số hóa dữ liệu công tác xây dựng đảng trên địa bàn, cùng tư duy đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, phường Tân Chính hiện nay đang là một trong những điểm sáng về chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng. Từ khi đưa vào triển khai đến nay, mô hình số hóa dữ liệu công tác xây dựng đảng tại phường Tân Chính đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các chi bộ cơ sở. Theo đó, chỉ với thiết bị điện tử thông minh, cán bộ đảng viên người dân có thể quét mã QR, dễ dàng truy cập tìm hiểu thông tin, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến công tác đảng được cập nhật, bổ sung thường xuyên, qua đó giúp cho các chi bộ đảng viên có thể tiếp cận, triển khai một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Tôi thấy cái vấn đề này rất là tiện ích. Trước đây là toàn bộ những văn bản của đảng ủy phường mà gửi về cho đối với chi bộ thì cũng không có thời gian đâu mà sinh hoạt chi bộ để mà đọc hết. Cho nên là cũng không tiền của đâu mà chúng ta photo ra gửi cho từng đảng viên để đọc. Mà qua cái chuyển đổi số này thì mỗi đảng viên chúng ta đều có thể ngồi nhà, chúng ta đều có thể đọc được hết. Chúng ta bằng điện thoại thông minh, chúng ta mở ra, chúng ta đọc. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà được thực hiện được cái chuyển đổi số này thành công thì tôi nghĩ rằng nó đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Giống như mình đi làm việc hàng ngày thì mình không có nhiều thời gian, thì mình tối về mình có thể cập nhật những thông tin mới của đơn phương rất là tiện. Về bên cạnh đó thì mình giống như mình muốn kiểm tra những thông tin về phát triển đảng viên mới hoặc là những thông tin về đảng viên thì mình có thể vào trong này mình xem để mình nắm bắt kịp thời thông tin. Thì vào trong này thì mình có hết thì nó rất là tiện, mình thấy như vậy. Hiện nay, hệ thống số hóa dữ liệu công tác xây dựng đảng của phường Tân Chính mỗi ngày có khoảng 80 lượt truy cập sử dụng. Các hoạt động chỉ đạo điều hành của đảng ủy phường cũng diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn. Trong thời gian tới, đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo chi bộ trực thuộc tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng cách thực hiện sử dụng bộ mã QR, cũng như lan tỏa chuyển đổi số đến tất cả mọi lĩnh vực đời sống trên địa bàn. Qua cái mã QR của đảng ủy phường thì ủy ban dân, mặt trận các đoàn thể cũng xây dựng một bộ mã QR của đơn vị mình để phục vụ vào công tác chuyên môn, những cái kế hoạch hoạt động phù hợp đối với công tác chuyển đổi số trên lĩnh vực của đoàn thể mình phụ trách, góp phần xây dựng đảng, xây dựng cả hệ thống chính trị của phường một cách vững mạnh toàn diện và phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn, trên địa bàn phường Tân Chính hiện nay. Xác định chuyển đổi số là bước chuyển tất yếu nhằm chuyển đổi căn bản toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng, là động lực trong phát triển, là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Đảng ủy phường Tân Chính, bên cạnh đánh giá hiệu quả của mô hình số hóa dữ liệu công tác xây dựng đảng, sẽ có thêm nhiều giải pháp sáng tạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và chất lượng cuộc sống của người dân.